Sau đây là mình xin giao lưu anh em một cái viên thạch anh cộng sinh với phiên bát nha anh em. Rất đẹp nha. Hoàn toàn là tự nhiên. Em vay từng chi tiết cho anh em xem. Viên đá này rất đẹp. Viên đá này mình xin giao lưu anh em 300k. 300k cầm ship nha anh em. Đây những cái viên thạch anh nó mọc. Quá đẹp luôn. Nó tầng tầng như bậc thang nha anh em, nó ô vuông như vậy nè, tự nhiên nha. Rồi mình xin kết thúc video nha, anh em nào quan tâm mình để lại số điện thoại mình ở bên dưới nha.